bắt đầu. Đo lên. Ta phải bảo hai hạ giấy xuống. Nghe được chưa? My family. Sometimes I see police car on the side of the road. Police officers do just doing their job when they arrest people. Sometimes some people need to the police push in jail to make it safe for the rest of us. Con đọc lại chứ mọi người, sao con cứ đọc thành học sinh? Chữ này chắc là sai lâu lắm rồi, sửa bao nhiêu không được. Thầy đã bảo không phải là pupil nữa mà. Nó là cái gì nhỉ? Police officer. Không phải. Mọi người là gì? Young people. In them, old people. Không biết đâu. Some people. People đúng rồi. Còn toàn đọc thành học sinh nữa, bắt học sinh à? Too much. Còn có mấy chữ nào, cố nào? Cố lên, cố lên. Thôi bỏ qua đọc nốt nào. Nốt mấy chữ còn lại đi, bỏ qua chữ đấy đi. Red. Cái chữ đấy thử đọc, đọc một cách tự phát cho nào. Sơn. Hả? Say. Nhìn kỹ xem nào. Say for. Ơ.